911 emergency. A man has just been murdered. He's dying. He's bleeding to death. Where at? How fast? Chỉ cần gặp mặt là ta sẽ giết mày, kèo nó chớp đi chưa tao. Tụi tao sẽ đập. Chỉ cần gặp mặt là ta sẽ giết mày, kèo nó chớp đi chưa tao. Tụi tao sẽ đập. Giết hết. 1, 2, 3, mở mắt ra tao đập chết mẹ mày nè con. Nói cuộc cách gì nấu trước mặt chứ nấu trên mạng có gì ngon. Trong trò game này tao làm chủ và sân này là anh coi. Đập mày đến khi tao mỏi cứ cả gia đình mày ra coi. Chó mày lại, đập mày luôn. Bắt ghế ngồi nhìn máu mày tu. Chắc mày chạy bao mày luôn. Tao dừng lại là tay mày bu. Xấu má tao kéo mày xuống. 3 phần dung là thứ mày muốn. Rượu mời mỗi lần không uống. Giờ rượu phạt tao rót mày uống. Đời dài có nhiều tình huống. Mày ý lại anh em mày đông. Chó hồ của mày cả đống. Nhưng nhìn lại chân gái thì không. Tao hứa là đập mày ói. Để mày ói sẽ bắt mày ăn. Ăn xong đánh tiếp cho ói. Trong đống ói mày có cả răng. Muốn găng tao cho mày găng. Muốn lượt máu cho mày găng. Giết bố láo thì mày cứ nói. 4 lít cuối tao cho mày xăng. Quỳ xuống xin tao tha để thôi tao đánh cho mày chừa. Hỏi bố láo tao đã cảnh cáo để thôi tao đánh cho mày chừa. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày, kêu nó chớp đi cho tao. Tụi tao sẽ đập. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày, kêu nó chớp đi cho tao. Tụi tao sẽ đập. Giết hết. Tao vài lần tao đã tao từ bi. Chốt qua này thì mày không cần chạy. Nhớ ngày xưa của tao chi lúc lắc. Giờ thì chịu khó nên là 1/2. Để coi bình thường thì mày thích làm gì. Tao về nhắn nhủ cho gia đình mày đó. Phúc tốt còn nguyên hay là thứ xong rải. Trong 1 trong 2 cái cũng đừng dài dột. Đè đầu xong rồi cắt tiết. Đợi thanh niên chứ không đâu mắt biết. Yên nghỉ với tao bi ghi câu. Điệt mà mày xuống dầu fuck bitch. Thiệt đéo chịu muốn làm trò giỏi con ngoan. Cứ bơi ra kia thôi bộ đời trở lợi. Trở thành tấm gương là đời xanh mất sớm. Trẻ trâu ngày sau những ngày đời nhớ ơn. Tao chưa từng thấy tao sao bao ngày tháng. Đã thành trẻ chán như chơi ngu. Giờ nằm một đống chỉ thân cuộc sống. Xuống ba tắc đất tìm nơi ngủ. Tao rất là thích mày. Nhưng mà dặn lòng tha mày sống. Thà chết với tao chứ cần tội vô lá. Xã hội không thả chạy đâu. Mày cũng đừng oán nơi tao. Tan gia xin lau nước mắt. 16 câu này coi như mật niệm. Chẳng mày lòng đau bút thấp. Có thác quốc mất nhé. Về báo mộng cho mai tao chúng con lô. Tìm thêm huynh đệ cho mày kết nghĩa. Xuống dưới dắt dư còn chỗ. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày, kêu nó chớp đi cho tao. Tụi tao sẽ đập. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày, kêu nó chớp đi cho tao. Tụi tao sẽ đập. Giết hết. Chắc là tinh thần của đôi thân bất ổn nên tao giết người làm thú vui. Khai thông trí tuệ các tầng lớp nông dân đây dàn thanh niên không ngu muội. Thích đánh thích chém còn đem tiền bạc còn đem con ghệ mày ra khoe. Nếu thêm lần nữa trong 3 nước nhạc là xét của mày nằm trong xe. Không mà nhờ thế tụi mày như là thánh toàn làm những việc của cõi trên. Rút luôn kinh nghiệm cho đi lần sau giết đồ mày ráng nhớ hỏi tên. Hỏi tên làm gì cứ trên bị mổ khắc thêm mày chữ là vô danh. Giết làm gì một thằng rảnh cắt nói chuyện đầu lao đừng vô anh. Thêm thằng này thì đi đếm lại con số dần tăng lên 08. Nhưng là phong lao thì mày lướt theo thôi coi như một chân nằm trong khám. Mày cứ hỏi nó muốn chết kiểu nào tụi mình cứ đem cho nó chọn. Đừng kéo từng thằng cứ kéo một đám mình làm một lần cho nó gọn. Gần hết bài này thôi tụi mình giải tán cứ việc cất bước tôi tiếp gót. Để lại 2 câu cho ba ít yêu tin một viên ân huệ coi như hết shot. Chôn xác mày tại chỗ này cứ đến năm sau là đến ngày dỗ của mày. Hết câu này tao cho mặt mày dính đế giày.